Ví dụ như đứa trẻ nó sinh ra trong bát tự ngũ hành nó bị thiếu thủy, hay trong ngũ hành của nó bị thừa hỏa quá thì mình phải trợ thêm thủy vào. Thế thì sử dụng cái tên theo bát tự tứ trụ đó là cái cách để mà bổ cứu, đó là cái cách để mà tăng cường, là cái cách để mà cải vận cho cái cho bất kỳ một cái mệnh số, và nó là cái món quà tuyệt vời nhất của phụ huynh dành cho con cái của mình ở trong cái phần đầu đời. Trong môn phong thủy thì có rất nhiều cách thức để mà người ta có thể cải vận hay là thay đổi hay là làm cho vận mệnh của mình tốt hơn. Nguyên tắc của tất cả các bộ môn xem số, xem phong thủy để cho con người hòa hợp với tự nhiên, xem mệnh, xem số để con người thuận với cả ngũ hành, thuận với cả tự nhiên, thuận với cả vũ trụ. Thế thì khi mà những yếu tố tác động với con người, chúng ta được biết rằng là yếu tố phong thủy về ngoại khí, chúng ta có phong thủy âm trạch, chúng ta có phong thủy dương cơ, chúng ta có cái tức là chúng ta có phần mồ mả, có phần nhà cửa, đúng không ạ? Về mặt tinh thần văn hóa chúng ta có phần tâm linh. Về bản thân chúng ta thì chúng ta lại có cái phần mỗi một người sinh ra thì có 5 tháng ngày giờ sinh. Thì 5 tháng ngày giờ sinh người ta gọi là tứ trụ. Thì trong cái tứ trụ này thì nó sẽ có là thiên can địa chi của 5 tháng ngày giờ. Thế thì mỗi một người đẻ ra khác nhau thì sẽ có một cái số phận, có một cái sự định hướng, có một cái vận khí, vận số khác nhau. Thế thì khi chúng ta học những cái bộ môn liên quan đến mệnh số để chúng ta nắm bắt được cái vận mệnh, nắm bắt được cái bản mệnh, cái số phận của mình khi mà tương tác với cả tự nhiên, tương tác với kim mộc thủy hỏa thổ tinh, và từ đó chúng ta sẽ tìm những cái công cụ, tìm những cái phương pháp để mà chúng ta hóa giải, để mà chúng ta tăng cường, để chúng ta ra trợ. Trợ ở đâu? Trợ cho ai? Tức là trợ cho cái bát tự, trợ cho cái tứ trụ, trợ cho cái 5 tháng ngày giờ sinh của mình. Cho nên cái việc đặt tên cho con nó là một trong những cái biện pháp rất là quan trọng và được bộ môn văn phương Đông, các cái phong thủy sư rồi những người mệnh lý sư rất là quan tâm khi mà lựa chọn cái tên cho con cái mình. Cái tên ngoài cái việc để gọi, ngoài cái việc để nó là một cái tên đẹp, ngoài cái việc đủ bộ âm, bộ thanh, bộ vần, thì nó phải đảm bảo yếu tố về văn hóa. Ví dụ như là khi mà đặt tên chúng ta không cho trùng với cả, ví dụ trong vòng 3 đời chẳng hạn, 5 đời với họ nội, 3 đời với họ ngoại là tên không trùng các cụ, các ông, các bà, bởi vì như thế. Nhưng thực ra thì thế gọi là bị phạm quý, đúng không ạ? Rồi hoặc là những cái tên nó không trùng, những tên vĩ nhân hoặc những người đã thành danh trong lịch sử để đặt cả họ, cả tên trùng với cái tên họ thì đứa trẻ nó sẽ bị khớp. Chính vì thế cho nên, và các cụ cũng có một cái câu rất là quan trọng, đó là chưa đẻ thì chưa đặt tên. Vì đặt tên như thế thì cũng là hung. Cho nên ra là cái câu đấy nói rằng là khi mà con người sinh ra thì có 5 tháng ngày giờ sinh, có tứ trụ. Mà cái tứ trụ đó thì nó sinh ra ở vùng nào? Nếu như mà sinh ra ở miền Bắc, hành thủy nó vượng, thế thì cái thủy tiết bớt nó đi. Nếu như mà sinh ra ở miền Nam, hành hỏa nó bị vượng, nó sẵn rồi, thế thì khi cân cái hành hỏa trong tứ trụ thì phải tăng nó thêm một tí. Thế thì cái việc mà lượng hóa cái tỷ lệ ngũ hành thông qua thiên can địa chi trong 4 cái trụ 5 tháng ngày giờ sinh để tạo ra một cái bố cục tên có tính chất ngũ hành. Ví dụ như là họ Trần chẳng hạn thì là Trần Thủy Thủy, đúng không? Hay là Phạm Mộc Mộc, hoặc là Phạm Thủy Mộc, hay là Nguyễn Mộc Hỏa, thì tất cả cái Mộc Hỏa hay Thủy Mộc đó, đó là cái việc mà ngũ hành để bổ trợ. Sau đó người ta sẽ lấy cái tên đó xem là người ta lấy những cái tên nào mà có ngũ hành thuộc mộc, nó có bộ mộc, hay là nó có tên gọi mộc, nó có âm mộc, và người ta sẽ đặt cho cái đứa trẻ đó. Ví dụ như là như tên tôi chẳng hạn đi, ví dụ trong cái dụng thần của tôi là hành thủy, đúng không ạ? Thế thì tôi dùng là thủy hỷ thần là mộc chẳng hạn đi, thì tôi sẽ sử dụng là thủy mộc, thì tôi dùng là Phạm Tam Nguyên chẳng hạn, là tên pháp của tôi chẳng hạn. Thế thì những cái tên như vậy thì nó mang đầy đủ yếu tố ngũ hành. Sau khi cái tên nó mang đầy đủ ngũ hành xong thì chúng ta phải kiểm tra cái tính mỹ học của tên. Tính mỹ học của tên được thể hiện qua cái bộ dấu, tức làm sao để tên nó không bị toàn là thanh bằng quá, nó cũng không được thanh chắc quá. Rồi thứ hai nữa là cái hán tự Latin đó, nó có những cái con số đi kèm cái hán tự Latin, thì hán tự Latin đấy thì nó có đảm bảo được tạo thành một cái thế, một cái cục hay một cái bố cục tên nó có tốt hay là nó xấu. Thì nếu như một cái tên nó được đảm bảo vì tính mỹ học, đảm bảo về tính bố cục, đảm bảo về cái tính chất ngũ hành để nó bổ trợ cho cái đứa trẻ được sinh ra, thế thì đứa trẻ sau này thì cái bằng cái việc mà gọi tên hàng ngày, bằng cái việc mà dùng cái tên mình để mà phân biệt, để mà tạo ra cái nét khác biệt, thì nó là một phần rất là quan trọng để nó bổ trợ trực tiếp cho cái bản thân cái người đấy, bổ trợ trực tiếp cho cái mệnh số người đấy. Cái điều này nó còn quan trọng hơn rất nhiều so với cái số điện thoại của anh chị.
Nói trên anh em với chúng ta nhiều khi bây giờ chúng ta danh bạ, chúng ta đâu có nhớ là số đấy là số nào, mà chúng ta phải gọi là cái gì, bạn cái tên là gì. Mà cái xu hướng trong vòng khoảng 5 năm, 7 năm hoặc 10 năm trở đây thì thông thường người ta không gọi một cái tên, mà người ta thường hay gọi cả tên đệm. Ví dụ như là Linh Nguyên chẳng hạn, hay là ví dụ như Hoàng Phúc chẳng hạn, chứ không gọi là Phúc ơi. À, cho nên ra là cái tên mà nó đảm bảo được cả cái tên đệm và cái tên niệm và cái tên chính, thì nó tạo thành hai cái trạng ngũ thái ngũ hành, nó mang tính chất tiêu hòa tương sinh, thì nó bổ trợ cho sinh mệnh, thì cái điều này nó rất là tốt. Nó đây là một trong những biện pháp cải vận, hay là một trong những biện pháp cải mệnh. Ví dụ như đứa trẻ nó sinh ra trong bát tự ngũ hành nó bị thiếu thủy, hay trong ngũ hành của nó bị thừa hỏa quá, thì mình phải kiểu trợ thêm thủy vào. Thế thì sử dụng cái tên theo bát tự tứ trụ, đó là cái cách để mà bổ cứu, đó là cái cách để mà tăng cường, là cái cách để mà cải vận cho bất kỳ một cái mệnh số. Và nó là cái món quà tuyệt vời nhất của phụ huynh dành cho con cái của mình ở trong cái phần đầu đời. Chúng ta nhiều khi thì chúng ta có thể là vì cái đam mê của mình, cái sở thích của mình, vì những cái kỷ niệm của mình, vì những cái ký ức của mình, vì những ký ức sự kiện của mình, hay vì những ký ức tâm lý của mình là tôi rất là hồi xưa rất ấn tượng với người tên thế này, nó rất ấn tượng với người tên thế kia. Nhưng cái tên đó, ấn tượng đó, thành công đó với cái năm tháng này thì giờ sinh của người đó chưa chắc đã phải của con bạn. Vậy thì làm thế nào để mà cái tên nó mang tính chất bổ trợ, nó là người đồng hành, nó thực sự là một món quà ý nghĩa? Thế thì chúng ta cần phải, đứa trẻ sau khi được sinh ra thì sẽ được phân tích cái bát tự của họ. Sau khi phân tích bát tự của đứa trẻ đó, phân tích giới tính của nó, phân tích hành vận của nó, phân tích cái tính xu hướng, cái nơi sinh ra của đứa trẻ, thì sẽ lựa chọn ra một bố cục tên, sau đó lựa chọn một cái tên và kiểm tra tính mỹ học của nó. Thế thì chúng ta sẽ có được một cái tên đẹp. Và đấy là một cái cách thức để mà chúng ta bổ cứu và tăng cường thêm cái vận số, và làm cho đứa trẻ sau này có được hạnh phúc, có được cái sức khỏe, có được cái sự may mắn về tài lộc cũng như là công danh. Xin cảm ơn.